Xin chào các bác, chào tất cả mọi người ạ. Kênh em có dư ít vỏ loa, bái nhật, bát 20 bao quay và bát 25 bao quay anh em này. Rồi những cặp vỏ loa JBL đến từ Mỹ nồi nha. Như cặp có màu đen là 8340A. Hiện tại em đã tháo loa ra hết trơn rồi. Chỉ còn vỏ loa và phân tầng e-căng cùng với lại gia đa loa thôi. Đó. Cấu hình cho bao quay nha. Một loa chép, một loa mid 12 và một loa bát 20. Model là 8330A. Mọi người thấy cái phần tầng bên trong cũng khá là to nha, và nó nhiều đồ, nhiều linh kiện anh em. Đây là mã model của loa này, JBL 8330A, đến từ Made in Mỹ nồi này. Đó, dòng xịn của Mỹ ha. Hình thức vỏ loa cũng còn đẹp lắm anh em. Nó chỉ là không có loa bát mít chép thôi, rồi e căng nó cũng có những cái chỗ rắt ha. Đây nè, chiếc thì rắt chỗ này, chiếc thì rắt chỗ kia đó anh em ạ. Nó bởi vì do vận chuyển thì mình không có chất khỏi, nhưng chiếc thì nó rắt ở mép bên viền đó, dính dơ nha, dính dơ dính bụi bẩn, mình về mình giặt đi, bởi vì e căng này nó bằng nhựa anh em, mình giặt được. Nó như cặp vỏ loa 8330 em bán 1.300.000 đồng cho một cặp nha. Đây nè, 8330 là mã model của loa đây. Đợi giá tiền là 1.300.000 cho một cặp thùng loa bao quay. Còn phía bên đây là cặp vỏ loa 8340A. Cặp này không có phân tầng ha, nó chỉ là vỏ loa cũng như là e căng còn đầy đủ thôi, không có phân tầng. Sử dụng cho loa bát 25, một loa chép kèn ren xoáy anh em ha. Chép kèn bên đây, bên trong này nó có cái ren bình xoáy cái loa chép vô. Đây, đây là phía mặt sau, có mã số model là JBL 8340A, có đến từ Made in Mỹ nồi này. Đó, dòng USA của Mỹ ha, 8340A. Cặp này không có phân tầng cũng như là không có loa, chỉ là vỏ loa và e căng của loa bên kia cũng còn đầy đủ nha, thì nó cũng có rắt một chút chút đó anh em. Như cặp này không có phân tầng em bán 600.000 đồng cho một cặp, em còn đúng một cặp này thôi anh em ạ. Đấy, giá là 600.000 nha. Cặp vỏ JBL 8340A, sử dụng chấp kèn ren xoáy và bát 25. Ren xoáy mình xài cho côn 450, 550 đổ lại nha, hoặc là 350 đều được. Còn loa bát 25 này, đó, giá là 600.000 đồng cho một cặp ạ. Ở trên đây là những cặp vỏ loa hàng bãi của Nhật. Như cặp này là Sony, e-căng còn cũng còn tương đối là khá đẹp anh em. Đó, e-căng đây ha, em sẽ bỏ qua bên đây. Cấu hình loa bao quay, một loa bát 25, một loa mid khoảng 11 và một loa chép có đường kính khoảng 7 cm ha. Đó, Sony model là SS3150 cũng là một viên tinh chỉnh của loa chép đây. Đó, vỏ loa bên trong còn đầy đủ cả phân tầng nha. Phân tầng này là anh em này. Đó, đây là phân tầng của loa chép, loa mid và loa bát đây. Nó cặp này dành cho nghe nhạc anh em. Mình về mình muốn đổ loa karaoke vô thì mình đổ những cái dòng loa bass chuyên về hát karaoke ha, như bass 25 rồi loa mid loa chép đó anh em, muốn đổ gì đổ. Như cặp vỏ loa này em bán 800.000 đồng cho một cặp nha. Sony SS3150. Đây là mã model này. Đấy, em bán 800.000 cho cặp vỏ loa Sony này. Rồi cặp vỏ loa Chio e căng màu xám nha. Anh em mua về có thể giặt lại hoặc là mình sơn lại cái màu đen tùy theo ý mình thích ha. Đó, e căng Chio đây, cũng là dòng loa bao quay, sử dụng một bát 25, một loa mid và một loa chép. Và đặc biệt là dòng loa này xài gỗ lạng anh em ha, xài gỗ lạng nên cái gỗ của nó rất là chắc chắn và nó dày. Đó, bên đây là gỗ ép này và bên đây là gỗ lạng này, nhìn hai cái chất gỗ chất liệu khác nhau hoàn toàn. Phần tầng bên trong cũng còn đầy đủ nha. Đây, đây là phần tầng này. Nó có cái cục K3 bự chà bá trong đây này anh em. Đó, phần tầng bên trong đây ha. Đó, giờ là dây ra loa bát này. Loa bát đây, loa mid đây và loa chép đây, cũng như là hai vị tinh chỉnh của loa mid và loa chép của mình đây. Đó, Chio LS300 xài gỗ lạng ha. Đây là gỗ thịt anh em này, hoàn toàn là xài khoảng vài chục năm nó chắc chưa hư nổi đâu. Và lớp bông tiêu âm màu vàng sợi thủy tinh rất là dày. Em thấy nó dày kinh khủng không? Rất là dày ha. Đó, viên tinh chỉnh loa mid này, viên tinh chỉnh của loa chép này.
Đó, gỗ lạng ha. Và cặp vỏ loa này giá là 1 triệu 200 ngàn đồng cho một cặp. Còn đầy đủ cả phân tầng, rồi e căng, dây ra loa, bông tiêm các kiểu. Chỉ là không có loa bát, không biết chép thôi. Nó gỗ lạng cũng còn tương đối khá đẹp anh em. Mà số này model là LS300 nha. Geo 300. Rồi giá là 1 triệu 200 ngàn đồng cho một cặp vỏ này. Rồi cặp vỏ đia tông sát bên. À, xin lỗi quý vị, đây là vỏ đờ nông. Cây căng màu xanh xanh dương cũng còn tương đối là khá mới, khá đẹp nha. Em sẽ bóc cây căng ra. Đó, rồi bên trong là thùng loa bao quay. Đờ nông SC350 là mã model của thùng loa đây. Sử dụng là loa bass 25, một loa mid và một loa chép. Hiệu đờ nông SC350. Trên đây cũng vậy này anh em. Đó, model của loa đây ha. Bao quay. Rồi cây căng cũng như phân tầng nó sẽ nằm ở lớp ở dưới đây. Đó. Phân tầng đây ha, hiện tại cục này nó bị khô kén, nó bị muốn xước ra rồi. Bắt đầu em sẽ dán lại sau cho. Đó, phân tầng của loa đờ nông này anh em này, bao quay ha. Đó, dây ra loa bass này, loa chép này và loa mid chép mid đây. Đó, cả bộ loa này em bán là 1 triệu đồng cho một đôi. Hiệu đờ nông SC350, sử dụng bass 25. Loa mid và loa chép bao quay ha. Đó, giá tiền là 1 triệu đồng cho một cặp vỏ đàn ông này. Cái căng còn khá đẹp anh em. Này. Cái căng còn mới tinh khá đẹp ha. Rồi cặp em xem cặp này hiệu gì ha. À, cặp Victor GS8 sử dụng loa hai quay, bass 25 và loa chép bên trên. Ở trên đây có một cái lớp nhung lụa đang phân hủy ha, đang phân hủy theo thời gian nên mình nhìn nó rất là xấu xí anh em. Khi mà để nó phân hủy xong mình có thể cạo cái lớp này ra, cạo cái lớp này ra mình bỏ ha, thì nó sẽ lộ cái lớp gối bên trong. Hiện tại cái lớp nỉ đang phân hủy đó anh em, nó nhìn nó hơi xấu, hơi bê bối một chút à. Còn đây là ba khe thông hơi của vỏ loa này, phân tầng bên trong còn tương đối là khá mới, là đẹp anh em ạ. GS8 cũng là vi tiêu chỉnh của loa chép đây. Về độ loa hát karaoke vô đánh cũng hay lắm anh em. Nó bắt 25 mà, 3 lỗ thông hơi. Đây cái căng cũng còn đẹp ha. À, GS8 này. Đó, cái căng cũng còn mới lắm anh em ạ. Rồi cặp vỏ loa GS8 này em bán 600 ngàn ha. 600 ngàn cặp vỏ loa này. GS8 này. Hàng của Nhật anh em ha. Tất cả đều là hàng của Nhật hết. Đấy, giá 600 ngàn cặp vỏ này. Còn cặp vỏ Diatom DS25B này. Dòng này bass 25 ha. Đây là khe thông hơi của loa. Rồi, anh em thấy một cái lớp nhung lụa nằm trên cái khe thông hơi luôn. Để nó chắn kêu tiếng gió đấy anh em. Nó chắn kêu tiếng gió. Rồi phân tầng bên trong cũng còn đẹp và nó nhiều đồ này ha. Nó khá là dày đồ. Diatom DS25B này. Bát 25 và một chép nha. Chép này mình có thể gắn loa chép đường kính là 10 cm, chép giấy cũng được. Con này cũng vậy ha, gắn đường chép 10 nè. Đồ đi tông 25 bên em bán là 800 ngàn nha. 800 ngàn đồng cho một đôi. Ở trong đây em thấy có gì nè. Toàn là tiếng Nhật anh em. Để em bóc ra coi nó có gì trong đây. Giờ em mới thấy nè. Hình tròn. Giờ mới thấy anh em ạ. Ủa. Một cái này giống như là cái ba con sâu quá. Này chữ Nhật không nè. Để em bóc ra ha. Con này chưa bóc tem nữa. À bóc rồi. À nó bóc bên kia rồi nha. Ủa. Cũng là ba con sâu. Ôi, cái này chưa khui tem đó anh em này. Nè, còn nguyên si. Em khui bát ra mà em chưa thấy cái này nữa, giờ mới thấy nè. Rồi, này chắc để dục qua đây một bên đi. Rồi đó, rồi quay lại trở lại cái cặp thùng ha. Đó, Diatom DS25B này. Giá là 800 ngàn đồng cho một đôi anh em ạ. À quên mất. Cái cặp này không có dây căng. Không có dây căng ha. Em bán lại 700 ngàn đi ha. Đấy, quên mất cái điều này. Đây cặp này em kiếm mấy căng hoài không không có gặp.
Em bán giá 700 ngàn nha. Diatom DS25B giá 700 ngàn cặp này. Cho nên là cặp loa ôm của nhà Anh Quốc chuyên về hát karaoke ta, sử dụng hai loa bass 20, một loa chép tròn bên trên này, hai lỗ thông hơi của hai bên. Đây là dòng loa ôm ha, đây này, ôm này anh em. Hiện tại chiếc này nó còn bass này, bass là một em sẽ tháo bass và tháo chép ra. Em chỉ bán vỏ thùng, rồi e căng loa, cũng như là phân tầng bên trong, bông tiêm, còn đầy đủ cho mọi người nha. Chỉ là không có loa bass và loa chép thôi. Đó, cặp vỏ loa ôm này đến từ nhà Anh Quốc anh em ạ. À, hàng xịn của Anh Quốc nha, mặt sau của loa đây. Đó. Em lấy nhầm ngay cái chiếc nó bị gãy cái này. Bác nào mua thì em sẽ lấy chiếc khác nha, bởi vì em còn khoảng 5-7 đôi như thế này nữa. Em lấy chiếc khác cho nó đầy đủ cái cầu loa này, tại cầu loa nó bị gãy rồi. Bác nào mua em sẽ lấy cái chiếc khác nha, cho nó đầy đủ cầu loa. Đây này, Omuka này nè. Model là LB4 này, 150W 4 ohm. Đó. Nó dính dơ thôi. Đây, cặp vỏ lôm này giá 1.300.000 đồng cho một cặp nha. Thùng bằng gỗ sơn sần anh em ạ. Bằng gỗ sơn sần ha. Phần tầng bên trong cũng còn đầy đủ nè. Hiệu ôm đồng vàng luôn. Đó, giá là 1.300.000 nha. Ở phía dưới là cặp vỏ loa phi vây Bass 40 đến từ Mỹ Nòi anh em. Bao quay ha, Bass 40. Một loa mid 16, bên trên là loa chấp kèn dạng ren xoáy nha, mình xài cho loa chép từ côn 250 đến côn 550, 450 đổ lại thôi. Còn 750 thì nó sẽ xài cái họng to rồi. Chép ren xoáy anh em, xoáy vô nha. Loa mid 16 này. Rồi loa Bass 40, hiện tại bên trong nó có dính dơ, nó còn dơ ha, em chưa có lau chùi bên trong. Phân tầng. Đó, bên trong còn phân tầng ha. Phân tầng này bên trên nó chỉ có nhiêu đây thôi, còn một lớp ở phía mặt dưới nữa anh em. Đó, phía mặt dưới nó còn một lớp nữa nha. Đây là loa bass này, loa mid này và loa chép nó sẽ nằm ở bên trong. Đó, đây là vỏ loa phi vây, e căng còn đầy đủ này anh em này. E căng của phi vây đây ha. Đó, nó có chiếc phi vây này. Rồi mặt sau của loa phi vây đây. Model là SP3G Made in USA. 8 ohm ha, đầu vô bài jack 6 ly anh em ạ. Con này nếu mà loa zin của nó tầm khoảng 1.400W, còn trung bình đầu vào là 350 đến 700W. Nó một mức công suất cũng khá là lớn nha, bởi vì cô nó xài cô 100 mà. Đó, đầu vô bài jack 6 ly ha, phi vây SP3G này, dòng của Mỹ Nòi. Đó, cặp vỏ này em bán 3.500.000 nha. Đấy, giá là 3.500.000 cho một đôi vỏ này. Còn để đầu cả e căng phi vây này, rồi bông tiêu âm phân tầng gia đa loa cũng như là còn cả họng chép luôn. Đó, về anh em chỉ việc gắn loa vô mình xài thôi. Bass 40, loa mid 16 và loa chép kèn ren xoáy ha. Đấy, giá là 3.500.000 cho cặp vỏ này. Phi vây Mỹ Nòi nha. Và cuối cùng đó là cặp Chio. Cái cặp này nó hơi xấu anh em ạ, hơi xấu ở các mép này. Đó, cặp này em bán giá 300.000 nha. 300.000 chắc em bán cái giá của phân tầng thôi. Đó, phân tầng ha. Phân tầng bên trong này, bao quay. Một loa bass 25, một loa mid 12 và một loa chép này. Chio JL700. Đó, bass 25 ha, ba lỗ thông hơi này. Còn đầy đủ cái căng luôn. Đó, còn đầy đủ cái căng ha. Coi như cái giá này em bán mỗi phân tầng thôi, còn cái vỏ loa là em tặng cho mọi người ạ. Con này cũng vậy. 300.000 là cái giá nó cũng tương đối là khá bao nhiêu anh em. Nó chỉ là đủ tiền phân tầng thôi ha. Phân tầng bên trong này. Đó, hai bên giống nhau. Đó, phân tầng đây, hai bên đều giống nhau ha. Chio JL700. Hàng này hàng của Nhật anh em ha. Còn này đồ cải căng đây. Đó, em bán giá 300.000 đồng cho một đôi vỏ này. Đó, hình thức thì vỏ loa xấu nha anh em ha. Vỏ loa xấu. Xấu chỉ những cái cặn thôi. Nè, xấu trên mép mép này thôi. Đó. Nè, xấu mép này thôi anh em. Nè, đó, xấu những cái mép này ha. Rồi, em bán 300.000 đôi vỏ này. Đó, các bác quan tâm đến cặp vỏ nào, liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt.